tôi dành riêng cho các đô dưới 65 kg vào thi đấu. Vì ban tổ chức chúng tôi cũng đã có cân ở đây, nếu mà đô nào dưới 65 kg chúng tôi sẽ cho vào thi đấu ở giải trẻ, giải tiểu đô, gọi giải tiểu đô. Xin trân trọng giới thiệu keo vật ở giải trẻ: đô Nguyễn Thế Thắng, Phù Trần mang trang phục có đỏ giữa, đô Lê Đăng Tùng, Trung Bầu mang trang phục có xanh xeo. Mời hai đô vào nghe trọng tài chống xét đài. Vâng, chúng tôi cũng xin giới thiệu hai đô đều trưởng thành từ hai lò vật. Một là đô Nguyễn Thế Thắng của quê hương Phù Trần, và Lê Đăng Tùng cũng là đô của lò vật nổi tiếng rất nhiều năm Trung Bầu. Vâng, trận thi đấu, các đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Quý vị và khán giả đang theo dõi keo vật giải trẻ đầu tiên. Quý khán giả cho chàng phát tay ạ. Đồng viên tinh thần thi đấu là đồ. Đô Nguyễn Thế Thắng sinh ra và lớn lên ở Phù Trần. Anh cũng đã là thành viên của đội tuyển vật của Thách Bộ ra ngoài rồi. Anh đã là thành viên của đội tuyển vật tỉnh Bắc Ninh, đã thi đấu, trận đấu tiếp tục, đã thi đấu nhiều năm của giải trẻ của quốc gia. Anh đã đạt các huy chương vàng, bạc, đồng của các giải vật tự do và vật dân tộc của quốc gia. Và đô Lê Đăng Tùng sinh ra và lớn lên ở thôn Thịnh Liên, xã Trung Mầu, cũng nhiều năm thi đấu cho đội tuyển vật Hà Nội, cũng anh cũng tham gia là thành viên của đội tuyển vật Việt Nam sang Thái Lan thi đấu, và anh đã đạt huy chương vàng hạng cân 55 kg. Hiện nay hai đô đang thi đấu ở sân giới, mang đủ sức, đủ tài và đủ kinh nghiệm ra để cống hiến cho bà con nhân dân, quý khách thập phương chiêm ngưỡng ra ngoài rồi các keo vật của giải tiểu đô. Và đô Lê Đăng Tùng, anh đã xây dựng gia đình. Vợ của Lê Đăng Tùng cũng là Nguyễn Thị Hà Phương, cũng nhiều năm trận đấu tiếp tục thi đấu ở giải quốc gia, cũng như giải hai vợ chồng cùng làm vận động viên của môn vật Hà Nội. Hiện nay hai vợ chồng cũng nghỉ về nhà để làm kinh tế ở nhà, nên là đô Tùng cũng nghỉ lâu và đô Nguyễn Thế Thắng nghỉ cũng lâu rồi. Hai đô thi đấu ở giải tiểu đô, hai đô cống hiến theo đúng tài và sức của mình để cho bà con nhân dân và quý khách thập phương được chiêm ngưỡng các kỹ và chiến thuật ra ngoài rồi. Hai đô vào giữa, trận đấu tiếp tục. Thank you.
leo vật của giải trẻ giải tiểu đô là lèo số 16, đô Lê Thanh Tùng của Nam Phượng đã giữ và đô Trần Công Mậu của Mê Linh xin theo hai đô chuẩn bị trang phục. Đô khố đỏ chỉnh lại trang phục. Trận đấu tiếp tục. Quý vị và các bạn đang theo dõi cao vật giữa hai lô vật trẻ, lô Nguyễn Thế Thắng của Phú Trần Như Sơn Bắc Ninh trong trang phục tai xanh phủ đỏ, gặp đô Lê Đăng Tùng của Trung Mò trong trang phục tai đỏ phố xanh. Mời trọng tài y tế. Hai đô chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, trận đấu tiếp tục. Tổ chức chúng tôi đã hội ý trọng tài, đô khố xanh đã vào đoàn bốc đôi và đô khố đỏ đã lỗi chân nhưng mà chưa lỗi mức độ, lỗi một chân xong lại lỗi một chân nữa là đô khố đỏ đã chưa lỗi hẳn và đô và trọng tài chống vẫn đánh tiếp tục. Đô khố xanh tưởng là mình thắng rồi và đã buông lỏng ra không thi đấu tiếp tục, và theo luật và dân tộc tất cả quyết định ở trọng tài chống và trọng tài biên, nên trọng tài chống vẫn quyết định đánh chống tiếp tục và đô khố xanh đã bỏ lỏng người
sau đó đô khố đỏ sang sau và nhấp nổi đô khố xanh khỏi bàn thảm. Vậy ban tổ chức chúng tôi công bố kết quả các vật vừa qua, phần thắng thuộc về đô khố đỏ.